fill in the blank. How far is it from your da 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 to da da da? Rất cẩn thận khi mà bị sai chính tả nha các bạn nha. Có hai chỗ trống đó các bạn nha. Hai từ. Chúng ta phải điền hai từ. Rồi, xin mời thí sinh ra đáp án của mình. Cô giơ cao lên không? Cô cao lên. Vâng, đáp án của chúng ta là school. Vậy là chúng ta có supermarket. Chúng là con ta có tốt 1 rồi. Vâng, xin chúc mừng thí sinh school to supermarket. Very good. Con đã giành chiến thắng và là người chạm đến chuông vàng ở trung tâm ngày hôm nay. Vâng, cho cô hỏi bạn đang là gì nhỉ? Kiệt, vâng, Kiệt cũng rất xuất sắc các bạn ạ. Vừa đẹp trai vừa học giỏi. Rồi, xin chúc mừng con và con sẽ là người chạm đến chung vàng của ngày hôm của trung tâm ngày hôm nay ạ. Vâng, con ghi thiếu đáp án đúng không? School, bạn ghi đúng, tuy nhiên là còn thiếu bởi vì chắc là không có thời đủ thời gian. Vâng, tuy nhiên là con rất xuất sắc và là top 2 của ngày hôm nay, con sẽ đạt nhận được giải thưởng của trung tâm ngày hôm nay ạ. Xin chúc mừng con.